Ừ, nhưng mà nó vậy đó, chán vậy. Bác lên bác gội một tuần có 2 ngày thôi, mình gội một tuần là có 7 ngày gì, rồi tổng cộng là 4 ngày. Cắt một ngày là một tuần, cứ làm trước làm sau thì phải gội, mặt cứ bể như ở dơ, chán lắm. Để hàng ra ngoài đây này Hương ơi, cho đỡ chật. Hello cả nhà. Của nhà thú nè, 120.000 một áo nè, đến gần cho các chị xem đường chỉ nha. Các chị
nhìn thấy em mặc đào đồ mà nó ôm như vậy là nếu mà nó nứt đường chỉnh là nó nứt liền tức thì luôn. Thế vậy cái máy quay nhà em là nó siêu siêu rõ luôn nha các chị, siêu rõ luôn á. Các chị ơi, em mặc thì có hai thợ may, một là Phong Trần, hai là chị Tân Uyên. Hình như áo này ăn Phong May đúng không? Áo này em đang mặc là Phong May, còn quần em mặc là Phong May luôn. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn đó các chị. Chị ơi, nếu mà các chị muốn số điện thoại của người thợ may thì khi nhân viên nhà em chốt đơn ấy, các chị cứ nói chuyện trực tiếp với các bạn hoặc các chị nhắn tin các bạn cho các chị số điện thoại thì các chị tự liên lạc nha. Rồi em nói các chị nghe này, hôm nay Vân Phát nhà em về rồi đấy. Nhưng mà em nói trước là số lượng rất là giới hạn thôi. Các chị ơi, số lượng rất là giới hạn thôi, không có nhiều. Nha. Dạ, để bên em kiểm tra đơn này cho chị tìm cái kiểu. Các chị ơi, không có nhiều đâu, cho nên là các chị phải nhanh cái tay và lẹ cái chân cho em nha. Ống quần thì em không biết rồi chị Trang Linh ơi. Ống quần là em cứ đưa cho thợ là 2 mét, thợ may bao nhiêu thợ may thì em thì thật sự không biết cái ống quần. Tà cũng không biết luôn, chỉ có biết là số đo 3 vòng của em thôi. Ngực là hiện tại bây giờ là eo bánh mì rồi, ngực 90, eo 70, mông 95. Rồi còn ngoài ra không biết cái gì nữa luôn. Ê sao cái này đẹp vậy mấy đứa mày? Có mấy cái vậy thôi hả? Đẹp. Trời ơi, sao đẹp vậy? Không, áo em mặc như ở cái chị kia một tóc cũng không có luôn. Kiếm một tóc cũng không có luôn. Có. Nè, thôi lấy mấy mẫu này đi mấy chế ơi, ngay và liền cho em luôn. Giá có 120.000 một áo thôi. U là trời ơi, nó đẹp. Các chị ơi, nó đẹp lắm. Không lấy là hết liền luôn á. 22 cho em, giá 120.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 22 cho em. 120.000 mà đẹp quá Tú ơi. Dạ đúng rồi đấy chị, 120.000 mà nó đâu có thua kém gì là 300-400.000 tay phấn nhà Tú đâu. Chốt đơn. Tùng Tuyên Nguyễn 22, Chi Tích Chi 22, Phương Lan 22, Thủy Vân Lưu 22, Đỗ Thị Hương 22, Mai Hòa 22, Phương Kim 22, Võ Mỹ Vân 22, Lê Thị Hồng Hương 22, Sơ Rôn Huy 22, Gia Hàn 22, Bùa Nguyễn 22 xếp, Anh Lê Lê Tổng 22, Nguyễn Thuận 22, Mời Dung 22, Còn 4, Trang Phạm 22, còn Trần 3, Anh 22, còn 2, Nguyễn Mai Hương 22, còn 1, Anh 22 nữa em hết. Cái đó em cho quần cho chị quần màu cam đắp. Cái này mà bán chế bán ế một phát một thế danh dự luôn, tối nay chị xuất hiện cáo này cho một chút. Bây giờ phải mặc cái áo nào để cho cái chị chốt đơn nghe mới xuống tay được. Còn áo Tú không có là nó buồn lắm luôn á. Lấy này cho chị Vân Nhung ơi, đẹp lắm. Cái này chế Vân may cổ thuyền cho em. 34 cho em, giá 120.000 một áo các chị ơi. Chắc phải là lụa nhập giống Tú mặc trên người nha. Lấy cho chị Vân. Đẹp. Tú nói đẹp là đẹp, không có phải lo lắng. Mặc không bao giờ đụng hàng. Phú Thị Thanh 34, Chi Bích Chi 34, Ngọc Trần 34, Sương Sương 34, Hà Thúy 34, Mai Hương 34, Nguyễn Hồ 34, Chi Anh 34, Trang Nguyễn 34, 5 áo 2, 3, 4, 5, Kim Anh Nguyên 34, Võ Mỹ Vân 34 xếp, Vân Phan 34, Thảo Nguyễn 34, Sa Ra Thi 34, Huệ Lê 34, Thảo Hồng 34, Võ Tuyết Phương 34, Chị Mai Châu 34, Trang Trần Thị 34, Liễu Trần 34, Anh Phan 34, Vũ Hoàng 34, Thời Trang Bảo Châu 34, Ngân Thanh 34. Cái mình hàng của nó đẹp cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Duy Nguyễn 34,
Hồng Nhung 34. Thạch Trần 34. Một áo giá 120 ngàn nha chị Phan Lan Trần. Để mang nha, 34 chị, để quý hoa anh ba tư ăn xuống mang vô cho con may liền tối chị mà còn đúng không? Yên Nguyễn 34. Trời ơi, nghĩ làm sao vậy các chị, nó đẹp lắm luôn á. Hoàng Yến 34 sếp, tối ngày hôm qua là nhà em bán các chị là tính ra hơn 1.000 áo toàn cái này không á. Tất cả những chị nào đã nhận thực tế ở ngoài rồi, các chị rờ ngược vải rồi, các chị cho em biết thử xem coi là vải có đẹp hay không các chị. Tiffany B. Nguyễn 34, Nguyễn Thị Lệ Nương 34, áo dài Thúy Ngạch 34, Sương Sương thêm một áo 34. Mẫu này các chị chốt cho em là 16 nha, em còn chắc chưa tới 20 áo là hết luôn á. 16 màu tím này các chị ơi. Vải áo mẫu mặc bên em không có chốt đơn vải áo mẫu mặc các chị ơi. Nguyễn Bé 34, Thi Nguyễn 16, Saron Huê 16, Ngọc Trần 16, Trang Nguyễn Năm áo 16, Thảo Bùi 16. Khoan, từ. Năm tổng là 8 phiếu 9 áo đúng không? Dạ. 2, 3, 6, 9. Nguyễn Hồng 16, 2 áo. Trang Quỳnh 16. Còn 6 Nhung ơi. Ngô Phương 16. Còn Nguyễn 5. Bé 16. Còn Hoàng 5. Yến 16. Thuật Phạm 16. Còn 2. Tô Phước 16. Còn 1. Thời Trang Bảo Châu 16. Nói em hết 16. Vải áo mẫu mặc bên em không có chốt đơn các chị ơi. Trời ơi, nó đẹp. Mấy thế ơi. 120.000 một áo nha các chị. Trời ơi, mẫu này còn đẹp nữa luôn. Vải áo mẫu mặc bên em hết rồi. Trời ơi, mẫu này một mặc em bảo đảm các chị luôn, không bao giờ đụng hàng bất cứ một người nào luôn á. 408 cho em 120.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 408 cho em nha. Mẫu này mà mặc thêm chiếc quần một cốm. Huỳnh Hoàng 408, Uyên Uyên 408, Lê Thị Hồng Thương 408, Liễu Trần 408, Quyền Hồ 408, Chi Bích Chi 408, Ly Hà 408, Nguyễn Hoan 408, Thiền Ngọc 408, Phép Ai Phan 408, Ngọc Trần 408, Hello Kim Hội Thiên Thi 408, Tùng Nguyên Nguyễn 408, Thời Trang Bảo Châu 408, Mai Hương 408, Tết Trần Lệ Thủy 408, Trâm Trân 408, Phương Nguyễn 408, Thiền Ngọc 408, Tết đúng rồi. Phương Nguyễn 408, quá đẹp xếp luôn các chị ơi. Võ Mỹ Vân 408, Tết Cô Thị Kim Nhàn 408, Quỳnh Ngân 408, Nguyễn Minh 408, Thạch Trần 408. Đây trong cái mình hàng này đẹp Nga, đúng rồi. 408, Lương Huyền Mèo 408, Bùi 408, Dương Kim 408, Trần Lệ Thủy 408, Mai Lên 408, Hải Trần 408, Hoa Sứ 408, Nguyễn Ngọc Vân 408, Xếp Yumi 408, Thái Ngọc Diễm 408, Xếp Minh 408, Mê Hoàng 408, Lê Nguyễn 408 xếp, Trâm Trân 408 xếp, Nga Nguyễn 408 xếp, Đoàn Cẩm Vân 408, Hằng Hằng Minh 408, Ba Định 408, Phúc Hương 408, cho chị cái hoa sen mà chia ra đây luôn. Hải Trinh Phương 408 xếp. Mà
cho các chị nhìn chất vào. Đẹp lắm luôn mấy chế ơi, hôm qua có chị nói nó giống cái gì em quên mất tiêu cái tên. Nhưng mà thôi các chị ơi, em không cần biết nó giống cái gì, mà em chỉ cần biết là thứ nhất em bán cho các chị chất vải đẹp, thứ hai giá cả thật là bình dân cho các chị để các chị mua sắm là được rồi nha các chị nha. 408 còn mười mấy 28 nữa. Heroin 408 set, thương phạm 408 set, nhu quan 408 set, bích vân 408 set, huệ lê 408 set, Trương Kim Phượng 408, Ngân Nguyễn 408, Phan Thị Cẩm Hoa 408, Lương Nguyễn 408 xếp. Cha Lê 408 xếp. Vũ Thị Diêm 408 xếp. Ái Diễm 408. Còn 7. Thái Xuân 408 xếp. Hà Lê 408. Còn 5. Trần Trọng Thảo 408, mẫu chúng mặc đấy phải không? Còn 4. Huỳnh Thị Phương 408, còn 3. Thảo Hồng 408 xếp, còn 2. Hạnh Đạo 408, Thế Quy Lương 408. Trời nó đẹp. Em hết 408. Cái gì ơi, đẹp không đụng hàng luôn á. Rất là lạ luôn và đẹp lắm. Mẫu này các chị chốt cho em là sen xăm nha. 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set. Chị nào lấy thì các chị chốt sen xăm cho em. Vải áo muốn mặc bên em không có chốt đơn các chị ơi. Sen xăm cho em giá là 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set. Chị nào lấy thì các chị chốt sen xăm cho em. Thảo Bùi sen xanh, Trang Quỳnh sen xanh, Ngân Hà Ngô sen xanh, Kim Phục sen xanh, Thời Trang Bảo Châu sen xanh, Hạc Minh sen xanh, Saron Huy sen xanh, Mi Hoàng sen xanh, Trang Lê sen xanh, Trang Trần Thi sen xanh, Nghi Ghi Diên sen xanh, áo dài Thừa Liên sen xanh, Trân Trân sen xanh hai áo, Nước Mắm Sa Châu sen xanh, Tô Thị Kim Nhạc sen xanh, Trang Nguyễn sen xanh, Võ Mỹ Vân sen xanh xếp, Đấm Hương sen xanh, Nguyễn Lan sen xanh, Trang Nguyễn sen xanh 5 áo. 1, 3, 4. Phan Hiên sen xanh, Đoàn Cẩm Vân sen xanh, Ngân Hà Vô thêm 1 sen xanh, Thảo Trị sen xanh, Út Mợi sen xanh, Úc Lê sen xanh, Nguyễn Lệ sen xanh xếp, Như Phan sen xanh xếp, Nguyễn Tiêu Phục sen xanh xếp, Phạm Vi sen xanh, Tiffany Nguyễn sen xanh xếp, Mai Cao sen xanh xếp, Hà Thủy sen xanh xếp, Đinh Hạng sen xanh, Nguyễn Hiền sen xanh, Trần Phụ sen xanh, Nguyễn Thị Hiền sen xanh, Bích Vân sen xanh 4 áo, Phượng Nguyễn sen xanh, Quỳnh Trần sen xanh, Nguyễn Ngọc Thiên Kim sen xanh, Nguyễn Thị Mai Hương sen xanh, Bích Vân Nguyễn sen xanh, Ý Ngô sen xanh, Việt Mở sen xanh, Thiên Trúc sen xanh xếp, Phong Lan sen xanh, okay. Thúy Trên sen xanh, Ngọc Hà Trần sen xanh, còn 6. Mẫu này mà các chị không mặc quần màu xanh thì các chị mặc quần trắng cho em hoặc quần màu vàng đồng cho em. Trời ơi nó nổi đẹp lắm quá chế ơi. Lê Thảo sen xanh, còn Vân Nguyễn sen xanh, còn 4. Dương Hồng Huế sen xanh, còn 3. Chi Bích Chi sen xanh. Ôi màu đó đừng có bán. Lê Anh Vũ sen xanh. Màu đó để lại cho chị đi may đi chị. Tụi mày đếm cho nó sướng mắt coi chứ cái nào cứ hỏi xong rồi bán thì được. Đi may thì không mua. À thì các chị mua ở đâu ra? Còn 1 thôi. Tổng nãy là có 3 đấy nhưng mà mấy? 2.
bảo như như sen xanh nữa em hết. Trời ơi, em để lại cái này em may đi các chị. Em may xong rồi em mới bán đi các chị. Chị muốn mua hàng cao cấp hơn nữa hả? Cao cấp hơn nữa thì nhà em có ăn kim ấy chị. Trên xanh em hết chị. Thiếu hả? Thiếu chị nào không có thì cứ nói lại đi. Cho em là 19 nha, 120 nghìn một áo các chị ơi. Một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em. 120 một áo, 200 một bộ nha các chị nha. Đẹp quá. Thảo Bùi 19, Trang Quỳnh 19, Nguyễn Thị Lệ Nư 19, Huyền Hồ 19, Hoàng Nguyên 19, Thảo Nguyễn 19, Trâm Nguyễn 19, Anh Phan 19, Diêm Phụng 19, Linh Hà 19, Chi Chi 19, Hà Nguyễn 219 xếp, Xuân Bình Nguyễn 19, Linh Anh Vũ 19, Nước Mắm Sa Châu 19, Nam Lê 19, Nhà Nguyên Nguyên 19 xếp, Kim Anh Nguyên 19, Trang Nguyễn Năm Áo 19, Bích Ngọc 19, Trần Châu 19 xếp, Thi Nguyễn 19, Kim Nga 19, Phương Nguyễn 19, Anh Phương 19, Mai Hương 19 một xếp và một áo, Phương Nguyễn 19, Lê Uyên 19, Hoài Nguyên 19 xếp, Vũ Hồng 19, Thái Lộc 19, Lê Thị Bạch Tuyết 19, Mơ Tim 19, Nguyễn Lan 19, Thế Phi Cơ 19, Nhung Nguyễn 19, Cổng Cách Yên 19 xếp, Hồng Hải 19, Lê Mi 19 xếp, Phúc Chi 19, Bùi Như Mai 19 xếp, Ca Si Trần 19, Huỳnh Thị Phương 19, Hạc Nguyên 19 xếp, Yến Ba 19, Hà Nguyễn 19, Maria Sophia 19 xếp, con bảy, con tám. Mẫu này tối ngày hôm qua em có bán với các chị, em nói các chị lấy. Phạm Nga 19, 120 ngàn một áo đóng cho em về. Trúc Ngọc 19, vàng đồng cho em giá 120 ngàn một áo. Chị nào lấy thì phải áo cũng vàng đồng các chị ơi. Chị chốt đơn bình thường chị Nguyệt Nguyễn. Lê Nguyên vàng đồng, Nguyệt Hồ vàng đồng, Kim Anh Dinh vàng đồng, Kim Anh Nguyên vàng đồng, Lê Liễu vàng đồng 2 áo, Trang Quỳnh vàng đồng, Thời Trang Bảo Châu vàng đồng, Chi Phương vàng đồng, Hoàng Thúy vàng đồng, Phúc Trần vàng đồng, Võ Mỹ Vân vàng đồng xếp, Phương Nguyễn vàng đồng,
thân mùi thúy vàng đồng và 19. Hà Lan Lê vàng đồng, Nhật Dương Kim vàng đồng, Nancy Vũ vàng đồng xếp, Phương Nguyễn vàng đồng, Hoài Thương Duy vàng đồng 5 áo. 1, 2, 3, 4. Ái Hòa Tăng vàng đồng, Loan Trần vàng đồng, Nguyễn Thị Dung vàng đồng, Mộc Hương 2 vàng đồng, Trần Vi vàng đồng, Oanh Hà vàng đồng, Ngân Nguyễn vàng đồng, Ngọc Thắm vàng đồng, Phương Thị Lai vàng đồng. 1. Nguyễn Dung vàng đồng nữa em, hết vàng đồng. Không hai cho em giá 120.000 một áo, 200.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt không hai cho em. Chị ơi, chị muốn mua ấn kim thì hôm nay chắc tạm thời là chưa có hàng nữa chị. Hôm nay ấn kim thiết kế nhà em tạm thời chưa có hàng đâu, vì đang là làm hàng hàng Vân Phát á, với lại là hàng đặt á, nên em chưa có làm thiết kế cho các chị được. Duy Nguyên 02, Saron Huy 02 set, Hải Vân 02, Võ Mỹ Vân 02 set, Quỳnh Mai Nguyễn 02, Áo Dài Thùy Liên 02, Vũ Thị Hoa 02, Charlie Nguyễn 02, Yến Nguyễn 02, Phúc Hương 02, Kim Anh Nguyên 02, Lên Hà Ngô 02, Tuyết Nguyễn 02, Lưu Nguyễn 02, Thị Mai Châu 02, Út Phật 02, Thuyền Nguyễn 02, Thúy Hoàng 02, Quỳnh Trần 02, Vô Lê 02, Xét Thi Liễu Chu 02, Đinh Liễu 02, Kim Cương 02, Tiffany Bi Nguyễn 02, Jenny Huynh 02, Vương Thị Lai 02, Trần Thị Thùy Linh 02, Yến Toa 02, Hoa Thân 02, Bùi Thị Mai 02, Tuyết Hồng 02, Chu Ly Ngô 02, Vân Phạm 02, Quỳnh Nhạc 02, Ngân Hà Ngô 02, Nguyễn Thị Nhà 02, Nguyễn Thanh 02, Nguyễn Thị Lịch 02, Jennifer Đạt 02, Hoàng Oanh Vũ 02, Trung Nguyễn 02, Hồng Hạnh 02, Lan Hoàng 02, Nguyễn Hoàng 02 xét. Xem sang em hết rồi các chị ơi. Ngọc Hà 02 xét. Các chị ơi, tím đi các chị. Tím đi các chị ơi. Màu này các chị lấy thì các chị cố tím. 120.000 một áo, 200.000 một set, thì nào lấy thì các chị chốt tím cho em. 19 em còn, thì nào lấy thì cần em chốt rồi. Để lại cái áo thiết kế nha, chỗ này còn có 6 thôi. Đi bán 5 áo này, chứ không bán nữa. Tím mà lại còn hoa ly. Tồn Tư Nguyễn tím. Quá trời. Nguyễn Ngọc Ánh tím 2 áo. Mặc quần trắng thôi là đẹp lắm luôn rồi, nó mới chế ơi. Phan Lai tím, Đinh Bích Ngọc tím, Kim Anh Nguyên tím, Hoa Trần tím, Hương Kim tím, Đông Nguyên tím, Đinh Liễu tím, Thu Trần tím, Ái Hòa Tăng tím, Hoa Thân tím, Xếp Nguyệt Hồ 2 tím, Jenny Huy tím, Thời Trang Bảo Châu tím, Tiên Trúc tím, Nguyễn Thị Mai Hương tím, Kim Hội Trinh Thi tím, Hương Nguyễn tím, Thúy Hồng tím, Hoài Thương Duyên tím, Nhung Phan tím xếp, Ok Nguyễn tím, Nấm Hương tím, Trâm Nguyễn tím, Nguyễn Tuyết Nhung tím, Kim Nhung tím, Hà La Lê tím, Tân Si Trần tím, Tôn Vũ tím, Ngọc Hà tím, Nguyễn Nguyễn tím, Kim Dung Vũ Vũ tím. Tím. Tím này mặc quần trắng thôi là đủ đẹp lắm luôn rồi. Nguyễn Hoàng tím, Huyền Cha tím, Sarah Trần Hai tím, Nguyễn Hoa Hồng tím, Lá Thủy tím xếp. Quá xuất sắc.
Vân Đào Thi tím, Ngân Nguyễn tím, Nguyễn Quang tím. Hình như là cái mẫu áo của chế là nhung gom trước cho cái chị đấy không, cái áo trước đúng không? Cho nên cái không còn nữa. À, quay thấy nó đóng kìa. Hoa Trần tím, Phúc Lê tím, Nguyễn Dung tím, Dương Tuyết Mai tím, Kim Tuy Lan tím. Mẫu này các chị chốt em xanh đen 120.000 một áo, 200.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em. Xanh đen cho em giá 120.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em 200.000 một set. Thảo Bùi xanh đen, Tiffany Vi Nguyễn xanh đen, Quỳnh Mai Nguyễn xanh đen, Du Phi Phạm xanh đen, Sương Đoàn xanh đen, Vũ Thị Hoa xanh đen, Lê Hảo tím, Kim Anh Nguyễn xanh đen, Vi Liễu Hai Áo xanh đen, Nga Hoàng xanh đen, Hoàng Nguyễn xanh đen, Nguyễn Hồ xanh đen, Mây Trắng xanh đen, Xếp Thời Trang Bảo Châu xanh đen, còn một Phúc Trần xanh đen, Nữ Em Hết xanh đen. Xanh đen em hết rồi nha chị ạ. 35 cho em giá 120.000 một áo, 200.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Đẹp quá. Hàng này là hôm nay hết sạch sẽ rồi các chị ơi. À 53 chứ, xin lỗi các chị, 53 chứ phải là 35 các chị ơi. 53 cho em giá 120.000 một áo, 200.000 một set, chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em. Lá Thủy 53, Alpha 53, Lê 53, Huỳnh Tuyết Băng 53, Mi Hoàng 53, Ninh Hà 53, Nguyệt Hồ 53, Mai Hòa 53, Ánh Nguyệt Kim 53, Hoài Nguyễn 53, Võ Mỹ Vân 53, Xếp Đoàn Cẩm Vân 53, Vân Đào Thi 53, Lê Liễu 53, Nguyễn Ai Nguyên 53, Em Thuyết 53. Mấy cái dàn ở ngoài kia mang nó đây cho chị luôn đi Thắng. Còn cái nào nữa không? Dệt lên trên đây cho chị với. Mẫu này các chị. Trời, mẫu này đẹp quá trời luôn. Ủa cái màu 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 cam đất này đẹp quá. Thành Vân 92. Mấy cái hoa văn này của em các chị mặc họ đẹp như cái áo của em không bao giờ được hàng với bất cứ một ai luôn. Còn chất vải. Em bao cho các chị test. Em bao cho các chị test hàng luôn vì em bán nhiều lắm luôn rồi. Em bán mà các chị nhận được rồi các chị mới lại mua nhiều như vậy. Chứ nếu như mà sáu cái chị trả thì mình mua là thứ hai. Lan Hoàng 92, Xuân Lê 92, Phương Nguyễn 92 xếp, Oanh Hà 92, Thu Phương Lê 92, Ti Ti 92. Chị 97 hay 92 gì? 92 chứ là 92. Lá Thủy 92 xếp. Thế mà chị nào không có, không có comment 92 thì đọc 97 cũng được. Không sao đâu. Nguyễn Phú Ngọc Huyền 92 xếp. Thi Phương Thảo Trần 92, Mai Thu 92, Hoàng Thủy 92, Áo Bà Ba, Áo Dài 92, Quyền Bính 92, hai áo, Ái Diễm 92, Thiên Liễu Thu 92. Các chị ơi, bà Tâm Trần 92, Nguyễn Hoa 92, Hối Hết Rồi.
lúc em bảo các chị mua thì các chị không chịu mua. Các chị lúc đấy em nói các chị may đi. Em bán 3 lần mới hết được mấy chục áo. Em còn đứng em năn nỉ các chị, lúc em bảo các chị may đi. Lên rất là đẹp luôn. Các chị không chịu mua, đến bây giờ nó hết rồi thì các chị lại hỏi em. Vì sao các chị biết không? Vì em có nói là hàng nhập này sẽ không có đặt được. Mà đặt, cho dù đặt hàng Việt Nam làm thì không bao giờ có thể vẽ được giống như vậy được. Nên tốt nhất là không bán. Kem ăn bùi 92 xếp. Các chị nhìn thấy trang cái 92. Cái hoa văn của em không? Nó khác hoàn toàn cái hoa văn. Em nói là hàng nhập là sẽ không có giống hàng Việt Nam đặt in là thứ nhất. Còn nếu nói về chất vải, em tự tin với các chị luôn. 100 chị nhận của em từ hôm thứ 6 của tuần trước nữa. Là bây giờ các chị đang là đổ xô đi mua hàng này của em thì các chị thấy là các chị nhận ở ngoài thực tế nhận được vải này, rờ được tận tay này. Thứ nhất là giá cả rất là ok. Thứ hai nữa là chất vải rất là đẹp. Em bán giá mềm lắm luôn, giá bình dân. Bên đoàn 92 xếp Ngọc Hà Trần 92. Mẫu này các chị chốt cho em là sen săn ngọc nha. Cái mẫu này tối qua em bán được còn một ít, em bán luôn cho các chị. Đắn đúng sen săn ngọc cho em nha mấy chế ơi. Nhà may Lan Hương 92. Hoa văn của em không có đụng hàng đâu các chị. Sen săn ngọc cho em. Sen săn ngọc, Duy Linh sen săn ngọc 4 áo. Lê Lữ sen săn ngọc 2 áo. Vân Hà Ngô sen xanh ngọc, Thân Đoàn sen xanh ngọc xếp, Kim Anh Nguyên sen xanh ngọc, Nguyệt Trần sen xanh ngọc, Xuân Lê sen xanh ngọc, Tú Trương sen xanh ngọc, Nguyễn Ngọc sen xanh ngọc, Nguyễn Hương sen xanh ngọc, Thanh Hà sen xanh ngọc, Phương Thánh Vinh sen xanh ngọc, Lá Thủy sen xanh ngọc xếp, Bảo Như Như sen xanh ngọc. Đến chị 10 áo hả xuống. Trần Yến Ly sen xanh ngọc 2 áo, Vân Hà sen xanh ngọc, áo bà ta áo dài sen xanh ngọc, Trần Nghĩa sen xanh ngọc, Hoàng Anh sen xanh ngọc, Hà Thương Liên sen xanh ngọc, Kim Kim sen xanh ngọc 5 xếp, Nguyễn Quang sen xanh ngọc, Nam Vũ sen xanh ngọc, Anna Nhung sen xanh ngọc, Lan Lan Lê sen xanh ngọc, Nguyễn Vân sen xanh ngọc, Nguyễn Liên sen xanh ngọc, Thế Văn Lưu sen xanh ngọc, Uyên Mai sen xanh ngọc, Kim Mai sen xanh ngọc, Cô Lê sen xanh ngọc, Bình Mở sen xanh ngọc, Ngô Nguyễn sen xanh ngọc 2 áo, Giang Quỳ sen xanh ngọc, Hoa Thân sen xanh ngọc, Mai Thu sen xanh ngọc, Nguyễn Phượng sen xanh ngọc. Nhà Mai Phong Lan sen xanh ngọc. Quý Lệ sen xanh ngọc xếp để đi. An Liên sen xanh ngọc, Hoài Thư Duyên sen xanh ngọc, Như Nguyễn sen xanh ngọc, Hoa Trần sen xanh ngọc. Nga hộp sen xanh ngọc 5 xếp. Đàn sen xanh ngọc, Tú Trương sen xanh ngọc, Thiện Thảo sen xanh ngọc, Mai Hương sen xanh ngọc, Nguyễn My sen xanh ngọc, Lê Hiếu Thiệp sen xanh ngọc, Hồ Kim Lệ sen xanh ngọc, Ngọc Hà sen xanh ngọc xếp. Bé mẫu mặt bên em không có xếp đơn các chị ạ. Trần Hường sen xanh ngọc, Thanh Huyền sen xanh ngọc xếp, Nguyễn Thị Diệu Hiền sen xanh ngọc. Ngọc Yến sen xanh ngọc xếp. Các chị ơi, Vân Phép thiết kế giá 170.000 một áo. Chị
nào đấy thì các chị chốt 84 cho em. Chất vải là lụa Vân Phát này, thiết kế rất là đặc biệt của nhà Tú luôn. Các chị đã trải qua rất là nhiều lần mua thiết kế của Vân Phát rồi. Chỉ em nói thiệt với các chị luôn là giá hàng nguyên liệu em nhập về là đã khác rồi, chứ không nói tới là vấn đề ở đây là y như thế nào luôn. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 250 ngàn một bộ. Chắc phải là lụa Vân Phát nha các chị. Giang Quỳnh 84, Tiffany Vi Nguyễn 84, Truyền Nguyễn 84, Kim Phục 84. Nguyên Lê 84, Trần Trâm 84, Quang Đào Thị 84, Vi Liễu 84. Pi 84 nữa em hết 84. Giá 170, 250 nha các chị. Tôn Tiêu Nguyễn 11, Lê Sinh Trâm Nguyên 11, Phong Tây 11, Ngọc Trà 11, Trang Quỳnh 11, Kim Phục 11, Vũ Thị Thanh Huyền 11, Quỳnh Mai Nguyễn 11, An Phan 11, Lê Liễu 11, với em hết 11. Các chị thấy xứng đáng không? Em bảo là các chị cứ ráng đợi em đi. Phương Nguyễn sen xanh ngọc, Trần Yến Ly thêm một sen xanh ngọc. Em làm là phải chỉnh chu cho các chị, là phải đẹp, chất lượng là từ đến thiết kế cho tới chất vải là phải đẹp em mới bán các chị, còn không là em không có bán đâu. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 250 ngàn một bộ quần. Bên em hỗ trợ các chị lần lụa sao chia giá 80 ngàn một vải quần nha các chị ơi. Nếu các chị mua trực tiếp trên line luôn, còn sao line thì em vẫn tính các chị giá 100 ngàn một vải quần 2 mét khổ 1m6 nha. Nguyễn Oai sen xanh ngọc 68 cho em, giá là 170 ngàn một áo, 250 ngàn. Đó, chị nào mà yêu mến nó thì các chị mua liền thôi, tại vì số lượng ít lắm, không có nhiều các chị ơi. Nó đẹp lắm mấy chế ơi. 170 ngàn một áo các chị ơi. 170 ngàn một áo nha, 250 ngàn một bộ. Không thể tưởng nha, 65. Em hết rồi chị ạ. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chị ơi, nó đẹp mà nó không
Em nói là các chị cứ đợi em đi, đẹp thì em bán, không đẹp thì em bye bye nó, chứ không phải là cái chuyện mà cứ có hàng mới về là em đổ xô em bán cho các chị lấy được để lấy tiền các chị đâu. Trời ơi, lấy tiền các chị được một lần thì dễ, chứ lấy tiền các chị được 1.000 lần thì hơi khó. Đẹp 25 cho em, giá 170.000 một áo, chất vải là lụa Vân Phát thiết kế nha các chị nha. Nào lấy chị, các chị chốt 25 cho em. Chị đem đúng 10 áo mà. Kim 11 áo. Có khi nào có chị nào lấy cho em không? Có cần chị lấy một áo. Có chị tặng nha. Thì quần mai người thôi, mã 25 chị không khó, chị cho chốt mã khác cho em nha chị. Quá trời. 78 giá 170.000 một áo, 250.000 một bộ. Các bạn là một con khác. Liên Liễu 78, Tiffany B. Nguyễn 78, Jesse Trâm Nguyên 78, Thái Ngọc Diễm 78, Liên Liên 78, 123 78, Bảo Ngọc 78, Không Tên 78, Nguyễn Minh 78, Trần Hưởng 78, nữa là em có đúng 78. Một sào đó các chị, đúng một sào là duy nhất luôn. Từ hôm mà em nói các chị là các chị bán đợi em Vân Phát đi, thiết kế em chưa làm xong đâu, là để đúng một sào như vậy bán các chị khoảng từ 15 phút là hết rồi, không có nhiều luôn. Một 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chốt 2-3 năm cho em nha các chị nha. Chị nào lấy set thì nhớ giúp em là mã số cộng set luôn, bên em sẽ bỏ quần vô cho mình luôn và hỗ trợ cho mình giá tiền quần là 80.000. Các chị mua sau, cho dù các chị đã mua vài áo rồi, các bạn thì em vẫn tin các chị 100.000 một bản quần nha các chị nha. Các chị lấy sớm nhất quần đi, vì quần em đang bắt đầu với các chị luôn, hoặc là từ hết tháng này là em lên giá là giá cứng luôn á, em không có còn những giá đó cho mình nữa đâu. Vũ Nguyên 235, Trang Quỳnh 235, Tiffin 235, Tùng Tuyền Nguyễn 235, Võ Mỹ Vân 235 xếp, Lê Thắm 235, Phan Thị Bích Nhung 235 xếp, Vân Đào Thi 235, Lý Trần 235, JC Trâm Nguyễn 235. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí tím, trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Một áo 250.000 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt những cái số nó đẹp rồi. Các chị ơi,
chịu không nổi, không cấu. JC Trâm Nguyễn Nhĩ Tím, Anh Phan Nhĩ Tím, Tùng Tuyên Nguyễn Nhĩ Tím, Chiến Hiệp Nhĩ Tím, Mai Quỳnh Nguyễn Nhĩ Tím, Hạnh Hồ Nhĩ Tím, Võ Mỹ Vân Nhĩ Tím hết. Lê Nguyễn Nhĩ Tím, Nguyễn Thu Dung Nhĩ Tím. Còn một. Nhĩ Tím em hết nha các chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là trúc trắng. Trúc trắng cho em giá 170.000 một áo, 250.000 một bộ. Tiffany B Nguyễn Trúc trắng xếp. Du Khi Phạm Trúc trắng, Quỳnh Mai Nguyễn Trúc trắng, Kim Hoài Trúc trắng, Pim Pim Trúc trắng, Trang Quỳnh Trúc trắng, Mai Trúc Trúc trắng, Hoàng Yến Trúc trắng xếp, Mây Trắng Trúc trắng xếp. Còn một. Mẫu này các chị chốt cho em là 825, 170.000 một áo các chị ơi. Chốt trắng em hết rồi nha. Chị Trang Quỳnh ơi, chị Nhĩ Tím em hết rồi nha chị ơi. Chị chọn mẫu khác giúp em ạ. Vậy còn một chút trắng. JC Trâm Nguyên chốt trắng 825 cho em giá 127.000 một áo, 270.000 một bộ. Tiffany B Nguyễn 825 đặt một hồi là tào lao luôn. Trang Quỳnh 825, Hoài Anh Đại 825, Uyên Lê 825, Julie Go 825, Thái Ngọc Diễm 825, Kim Phục 825, Lê Uyên 825 xếp, Lê Nguyễn 825, Ái Hòa Trang 825 nữa em hết 825. Không có hàng để bán luôn đấy các chị ơi. Thật tình với các chị là rất là nhiều mẫu, nhưng mà để lựa chọn được cho các chị mẫu đẹp á là rất là khó, không phải là chị dễ. Cho nên là vì em có nói với các chị là nếu em đã bán cho các chị thì em rất là muốn, em tư cách là một người bán hàng, em rất muốn các chị nhận được những cái gì đẹp nhất, chuẩn chu nhất, chứ không phải là cái dạ, chị bán để lâu rồi cô Nguyễn ơi, cô chưa nhận được à, để con kiểm tra lại cho cô ạ. Chứ không phải là bán mà để cho các chị nhận được một lần thì các chị đi mất trong khó. 137 cho em giá 170.000 một áo các chị ơi. Nó đẹp. Các chị ơi, kiểu này đúng là mình gọi là u mê không lối thoát luôn. Không tên 137, Thiền Ngọc 137 xếp, Chelsea Trâm Nguyễn 137, Trang Quỳnh 137, Mai Trúc 137, Quỳnh Mai Nguyễn 137, Nguyễn Chi 137, Tiffany B Nguyễn 137, Du Phi Phạm 137, Quỳ Trần 137, Chi Bích Chi 137 xếp. Chị ơi, ánh phim hôm nay em chưa có hàng đâu chị. Ánh phim chị cho em ít nhất là 2 ngày nữa em mới có hàng cho các chị để ra mắt mẫu mới, chứ không có hàng các chị ơi. 730 cho em giá 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chắc phải là lộ phân phát nha các chị ơi. Ôi trời ơi, nó đẹp. Từng có nhà mình về bị sao á. Bao nhiêu? Từng quen thì nhà mình sao á. Đọc từ từ thôi đi. Chị Chi Bích Chi ơi, 137 em hết nha. Chị chọn màu khác giúp em nha chị Chi Bích Chi. Trang Quỳnh 730, không tên 730, Phương Trần 730, Quỳnh Mai Nguyễn 730, Thái Ngọc Diễm 730, Thu Thảo Lê 730 xếp,
Kim Hoàng 730. Còn 3 đi Tiffany B Nguyễn 730 xếp. Còn 2 Hà Phạm 730. Còn 1 Thúy Dung Phạm 730 nữa em hết. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí xanh. Nhí xanh nha. 170 ngàn một áo, 250 ngàn một bộ. Rồi Han ơi, đẩy bớt nó qua cho chị một cái mẫu này với một cái mẫu màu da của Trang Quỳnh nhí xanh. Trang Nguyễn nhí xanh 5 áo. Mật Thư nhí xanh. Uyên Lê nhí xanh. Nguyễn Thị Lịch nhí xanh. Từ chị đến tôi đủ không nha. 1 Nimi nhí sang xếp nữa em hết. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 250 ngàn một bộ. Quần bên em là chất vải lụa sapphire, giá là 80 ngàn một quần. Nếu các chị có nhu cầu mua quần xếp thì xin nhân viên chốt đơn. Nếu các chị nói các bạn, bên em có hai dòng, một là dòng trung bình hẳn luôn, là dòng bình dân nhất, và hai là dòng cao cấp hẳn là lụa 2 tấn 8 kim. Còn ngoài ra tất cả những cái chất khác bên em không có bán các chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là 670 nha. 170 ngàn một áo các chị ơi. Kim Hoài 670, Hoài An Đại 670, Vô Yêu 670, Tuyết Nguyễn 670 xếp, Hương Võ 670, Võ Mỹ Vân 670, Liên Ngô 670, còn ba. Cindy Phan 670, còn ba. Tuyết Thủy 670. JC Trâm Nguyễn 670 nữa em hết. Chi Bích Chi 792, Vân Tạ 792, Phúc Lê 792, Phạm Hà 792, Duyên Hoàng 792, Ngọc Bích 792, Trang Quỳnh 792, Dung Thanh 792, Như Thuận 792 xếp. Kim Nhung 792 nữa em hết 792. Đừng cho chị quần vàng đồng. Quần vàng đồng hoặc là quần màu trắng kem. Mẫu này các chị chốt cho em là 636. 170 ngàn một áo, 250 ngàn một bộ. Chắc phải là lỗi không biết thiết kế. Cái đó là đưa cho chị mua nè. Không, cái này nó chỉ đưa cho em cái gì thì may nè. Còn cái vàng đồng đó là của ai? Em để lại mạng. Ủa, có để mạng mà có để ở đây. Kim Hoài 636, Nguyễn Liễu 636, Liên Hương Nguyễn 636, Như Thuận 636 xét, không tên 6. Không tên 636, JC Trâm Nguyên 636, Trần Thị Thùy Lê 636, Thúy Đoàn 636, Phan Thị Bích Nhung 636, Hàng Phạm Thi 636, nữa em hết 636. Để đây đi để cô gọi chú xuống nha. Bên em không có bán vải lụa, anh sao chị em? Chú đi đưa cho anh Phong may liền. 874 cho em nha các chị nha. Mật Thương 874, Không Tên 874, Mai Hoa Nguyễn 874, Linh Phan 874, Quyên Nguyễn 874,
Quỳnh Ngọc Mai 874, Liên Hương Nguyễn 874, JC Trâm Nguyên 874, Lê Nguyên 874, Trang Nguyễn 874 nữa em hết. Một trăm 70.000 một áo, 250.000 một bộ. Thì mà nói chị có chỉ chốt 705 cho em. Bên tà 705, Kim Hoàng 705. Bên em sẽ kiểm tra đơn cho mình ngay và liền. Mai Trúc 705, Trâm Nguyên 705, Ái Hòa Tăng 705, Kim Ngân Đỗ 705 xét, Ngọc Hà Trần 705, Trần Nhật Phương Linh 705. 1, 2, 3, 4 đúng không? Còn 2 nữa. Tuyết Nguyễn 705 còn 1. Võ Mỹ Vân 705 xếp nữa em hết. Như vọng gì? 170.000 một áo, 250.000 một bộ. Nào lấy chị cái chị chốt 570 cho em. Ôi đẹp quá. Còn đúng một mẫu này với lại một mẫu nữa là hết. Trời ơi, gần 10 ngày trời có bằng này hèn mén. Đúng không, không bỏ cho các chị mua đúng 15 chiếc. Quỳnh Mai Nguyễn 570, Emmy Trần 570, Hồng Huệ Ngô 570, Trang Nguyễn 570, Trần Thị Thùy Linh 570. Còn 5. Trang Nguyễn 570 5 áo. Không em hết ạ. Cái lô mà tủ nhầm qua cho chị. Cái lô tơ tầm tủ nhầm qua. Để em bỏ mặt để em phải lên cho chị thêm ngay luôn. 790 nhưng mà vải áo mẫu mặt em không có chốt đơn các chị ơi, các chị đừng cần em vải áo mẫu mặt nữa. Một thân lông con. Trời ơi nó đẹp. 790 cho em, 170.000 một áo, 250.000 một bộ. Chắc phải là Chi Bích Chi 7905 áo. Cẩm Vân Trần 790, Kim Bằng 790 xếp, Lan Ngọc 790. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quen. Còn có 1 thôi. Để đi. Thái Ngọc Diễm 790 nữa em hết. Đây. Thay vì bây giờ cái mẫu áo của em nó hết rồi đúng không? Bây giờ các chị chuyển qua mẫu này cho em. Giá chỉ có 120.000 thôi. Em nói trước ấy, là các chị không mặc là em may đấy. Không có cần phải nói nhiều luôn. Trời ơi nó đẹp. Nhìn uống nó lên như vậy thôi chứ các chị mà may lên trời ơi nó sang kinh hoàng luôn. Nó rất là đẹp. Bán thì chỉ cho em 120.000. Ơi, chắc phải trên mặt kim người luôn ấy, hàng nhập của nhà em. Các chị mà còn bảo là không đẹp nữa là em chịu luôn. À, còn rất rất là Hoài Anh Đại 89, không tên 89, Nguyễn Liễu 89, Vũ Thị Tuyết Mai 89, Trang Nguyễn 89 năm áo. Kim Hoàng 89, An Nhiên 89, Tuấn Vũ 89, Anh Phan 89, Tuyết Nguyễn 89, Lê Thi Nhâm Nguyên 89, Ái Hòa Nam 89, Nguyễn Phú Ngọc Huyền 89, Trung Nguyễn 89, Nhơ Thị Bạch Tuyết 89, Ngọc Thắm 89, Nguyễn Hanh 89, Kim Anh Bùi 89 xét, Hồng Phúc Nguyễn 89, Nguyễn Ngọc Ánh 3 áo, 3 áo 89, Nguyễn Ngọc 89, Hoa Phan 89, Hoàng My 89, Ta Lắm 89,
Phan Thị Bích Hương 89 xếp, Hoài Nguyễn 89, Thời Trang Bảo Châu 89, An Vũ 89, Hợp Trần 89, Thiên Phúc 89, Ngọc Yến 89, Thu Trần 89, Đông Mai Hà 89, Phương Vũ 89, Hoàng Phạm 89, Thương Phượng 89, Bê Hương Bùi 89, Trần Hường 89, Đức Thông Nguyên 89 xếp, Hàm Bái Vĩ Tân 89 xếp, Hồng 1, Mai Nguyễn 89 xếp, Lỡ Em Hết 89. Mỗi lại các chị chốt cho em là trên nghe là hôm qua em còn không đến luôn cho các chị. Tám chín em hết rồi nha các chị ơi. Vài áo mũ mà em không có chốt đơn các chị ơi. Xem dê cho em giá 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set thì mọi xem dê cho em. Đấy là hôm nay em mập á, chứ nếu mà em mà như vòng eo trước 65 thì các chị nhìn thì còn nhiều nữa. Giờ là vòng eo em đến 70 lận. Đẹp quá. Trần Xuân xem dê. Đào Thu Nguyễn Sen Gia, Lê Liễu Sen Gia, Nguyễn Hương Sen Gia, Hương Võ Sen Gia, Nguyễn Dung Sen Gia, Nguyễn Phúc Sen Gia, Trâm Lê Sen Gia, Tú Trương Sen Gia, Thanh Gia, Thanh Gia Sen Gia, Kim Hoàng Sen Gia, Dung Thanh Sen Gia, Pim Pim Sen Gia, Hoàng Anh Sen Gia, Thúy Hồng Sen Gia, Nga Trần Sen Gia, Võ Mỹ Vân Sen Gia Xếp, Nguyễn Thị Kim Quy Sen Gia, Lý Lệ Sen Gia, Nguyễn Thị để đi còn 4 Lê Bút Sen Gia, Mai Nguyễn Sen Gia Xếp, Thi Nguyễn Sen Gia, này gọi là mai 10... hòa xem gia nữa em các chị ơi, cái này gọi là 10 điểm về chỗ ngồi nó có phật đấy chị. Một trăm hai mươi ngàn một áo, 200 ngàn một set nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 72 cho em. Này gọi là 10 điểm về chỗ ngồi đấy các chị ơi, 10 điểm về chỗ ngồi nha các chị nha. 72 cho em, giá 120 ngàn một áo, 200 ngàn. Trần Vi 72, quá đẹp. Học Trần 72, Kim Anh Nguyên 72, Kim Phục 72, Hoài Nguyên 72, Kim Hoàng 72, Ái Hòa Tăng 72, Hương Võ 72, Trần Lệ Thủy 72, Salon Huy 72, Thảo Lê 72, Nguyễn Hương 72, Sáu Trương 72, Tú Trương 72, Trần Hường 72, Trâm Hoàng 72, Phương Lê 72 xếp, Jerry Đỏ 72, Loan Nguyễn Kim 72, Lê Hoa 72 xếp, Thu Vân 72, Lan Như Nguyễn 72, Thảo Nguyễn 72, Ngọc Nga 72, Giang Trần 72 xếp, Ngọc Hường 72, Lê Hương Bùi 72, Nguyễn Dung 72 xếp, Lê Hoa 72 xếp, Ngô Kim Lệ 72, Chi Lê Nguyên 72, Loan Nguyễn 72, Nguyễn Hai Quyền 72, Ai Phan 72. Lê Nguyễn 72 xếp, Hoàng Thị 72,
không phải săn cô ban luôn mà nó là săn mực. Khi nào lấy thì các chị chốt săn mực cho em. Thanh Thanh 72 cũng phải có tinh hoàng cực kỳ. Săn mực cho em, khi nào lấy thì các chị chốt săn mực cho em. Dạ ok chị Trương Kim Phượng. Quá đẹp. Nhìn trên like các chị tưởng nó toàn một săn cô ban nhưng không. Màu rất là lạ. Kim đỗ sang mực, Than Than Duyên sang mực, Hai Áo Trần Thuộc sang mực, Tú Trương sang mực, Tùng Tuyên Nguyễn sang mực, Na Như Nguyễn sang mực, Kim Kim sang mực, Võ Mỹ Vân sang mực hết, Kim Anh Nguyên sang mực, Hải Kim sang mực, Ngọc Trần sang mực, Thu Nguyễn sang mực, Chu Ly Ngô sang mực, Linh Lê sang mực, Bích Liên Nguyễn sang mực, Ngân Hà Ngô sang mực, Chí Lê Nguyên sang mực, Phan Thị Bích Dung sang mực xếp, Chu Phi Phạm sang mực xếp, Kim Hoàng sang mực, Giang Trần sang mực xếp, Tuyên Phạm sang mực, Trần Nhật Phương Linh sang mực, Trâm Nguyễn sang mực, Ngọc Yến sang mực, Lan Ngọc sang mực, Phương Lan sang mực, Thúy Thanh sang mực, Nguyệt Trần sang mực, Nguyễn Thị Lệ Như sang mực, Lê Nguyễn sang mực, Ngô Kim Lệ sang mực, Teresa Kiều Hoàng sang mực, Bích Vân sang mực, Hướng Dương sang mực, Lan Minh Minh Lê sang mực, Thanh Thanh sang mực, Nguyễn Nam sang mực, Liên Đi sang mực, Thời Nguyễn sang mực, Phương Phạm sang mực, Trang Trâm sang mực, Lưu Huyền Meo sang mực, Thảo Phụng sang mực xếp. Teresa Kiều Hoàng đi. Lỗi. Ba họ ba chị còn thảo nữa. Kiều Thu Dung sang mực, Huỳnh Phượng sang mực, Trang Quỳnh sang mực, Phương Lê sang mực, Lương Huyền Meo sang mực, Tuấn Vũ sang mực, giá 120.000 một áo, 200.000 một set nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 49 cho em. Còn ơi các chị ơi, có 120.000 các chị mặc một cái áo dài nữa. Các chị may lên son mặc mà không ôm dáng không đẹp nữa thôi. Hoàng Vân hai áo 49. Kim Hoàng 49, Trần Nhật Phương Linh 49, Trương Thanh 49, Võ Mỹ Vân 49, Kim Kim 49, Ánh Trần 49, Hoàng Oan Vũ 49, Kim Anh Nguyên 49, Tuyết Nguyên 49, Ngọc Hà Trần 49, Thơm Đào hai áo 49, Thảo Vân 49, Hoa Nguyễn 49, Yến Phạm 49, Tú Trương 49, Linh Trang Nguyên 49, Vũ Thị Hoa 49, An Thư 49, Diễm Hạnh 49, Huỳnh Phượng 49, Thu Hồng 49, Vân Tạ 49, Phương Nguyễn ba áo 49, Ngọc Hường 49, Thư Phương 49, theo cái áo á, nó nhỏ bớt lại một chút đi, chả nhìn thấy cái quần đâu nữa. Yến Phạm 49 xếp, Anna Nhung 49, Vinh Thị An 49,
120.000 một áo, 200.000 một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 49 cho em nhé. Trời ơi, cái con bò đậu. Cho em là những cái màu Nguyễn Thuật 49, thơm đào 49. Hoa kim lệ 49. Ta si trần 49. Bé năm 49. Trang trăm 49. Xong này sẽ bán sơ tầm này cho các chị ngân hàng O 49, Trang Quỳnh 49, Thanh Đa 49, Tuyền Phan 49 xếp. Bao nhiêu màu để em bán các chị nữa là 2 lan lê 49. 2 nữa đúng không? Dạ. Trần Mỹ Duyên 49 xét. Mai Thu 49, Huyền Phan 49, Tăng Lắm 49. 4 hay 5? 4. 4. Nguyễn Thị Tuyết rơi 49. Hoàng 83, Uyên Mai 83, Bí Hô 83, Tiên Biên 83, Thế Quy Lương 83, Lá Thủy 83 xếp, Sơn Hồng 83, Trúc Kinh 83, Phương Long 83, Tú Trương 83, Lâm Ngọc, Lam Ngọc 83, Tuyền Phan 83, Lan Hoàng 83, Thanh Thủy 83, Dương Nguyễn 83, Trương Trương 83 xếp, Quê Nguyễn 49, Nguyễn Thu Dung 83, Nguyễn Nguyễn 83, Chu Ly Ngô 83, Nguyễn Thiên 83, Thúy Dung Phạm 83, Lê Trang Nguyên 83, Dung Nguyễn 83, Mai Thu 83, Giang Trần 83. Linh Phan 83, Mai Trúc 83, chụp hình xong rồi em chỉnh sửa màu sắc cho các chị đâu. Các chị nhận ở ngoài cái mình hàng này là mình hàng hiện bây giờ đang bán cái giá là 180.000 tới 200.000 một áo. Không có giá này luôn, giá này là thật tình là em bán cho các chị là em tính cho một cái các chị là chi phí rất là lớn luôn á, cho nên là em chỉ tính các chị em lời đúng 10.000 một áo nhưng mà em phải bán số lượng rất lớn nha. Phương Loan 83, Lan Hoài 83, Lý Lệ 83. 3 hay 4? 4, 3, 4, 4. Uống cho các chị cái 83 này các chị nhìn. Em nói rồi đó, các chị nhớ là từ năm ngoái khi em bán hàng cho các chị ấy, là em có nói các chị là năm nay ấy, đa số là hoa nằm ở trên ngực xuống là các chị hạn chế thấp nhất, trừ trường hợp mẫu nào làm điểm nhấn thôi. Còn các chị cứ may hoa ở dưới chân cho em.
Rồi cái tay quan trọng là người thợ may người ta căn cho các chị đẹp nữa. Cộng thêm nếu các chị muốn đẹp nữa ở trên cái phần ngực của mình thì các chị trang trí lên một chút xíu bằng cách, một là các chị đeo phụ kiện, hai là các chị đứng thêm pha lê, nó sẽ đẹp hơn. Tại vì các chị biết sao, hoa ở trên ngực quá nhiều, không phải ai cũng có được cái vai thon đẹp mà mặc lên trên ngực đâu các chị. Xong thêm hai cái hoa bên tay nữa, trời ơi nhìn cái áo nó rất là rối luôn, nó cực kỳ rối luôn đó các chị. Nhìn cái áo của các chị khi các chị mặc cái áo ở trên ngực mà nếu như mà cái hoa quá nhiều sẽ làm cho các chị tự động, thứ nhất là làm các chị tròn người, thứ hai nữa là sẽ làm cho các chị bị thấp người đi nữa. Tại vì tổng thể cái áo dài người ta nhìn từ trên xuống dưới là các chị đứng xa như vậy thì cái dáng của mình sẽ cao lên, chứ nếu như cái này mà em quay ngược lên là cái phần này em nó to chà bá lự luôn. Nga Trần 83, xếp Hương Võ 83, Diệp Nguyên 83, Ngọc Yến 83, Tô Thị Kim Nhàn 83, Yumi 83. Mẫu này em tính có 120.000 một áo thôi nha, 200.000 một set, 14 chị em còn có mấy áo à các chị ơi. Tôi tầm này đẹp lắm, em tính các chị giá có 120.000 thôi. Tôi tầm 2 dây mà giá có 120.000 và các chị biết là em bán các chị giá rất là mềm luôn á. Cái cầu này là 120. Trang 83 5 áo. 14 có 5 nha. Đủ đủ. Còn nữa. Đủ. Còn. Ý là còn nữa. Con. Ngọc Hương 83. 6. Nguyễn Hương 83. Mai Thanh 83. Nguyễn Hương 83. 9. Trần Hương 83. 10. Hương Nguyễn 83. 11. Mỹ Dung 83. 12. Lê Thị Tùng 83. 3. 6. 9. 12. Cindy Phan 83. Hoàng Tuyết 83, Kim Anh Nguyên 83, Nam Vi 83. Mẹ này mẹ 12 có 5 mẹ em giá 20 nha. À 14 chứ, xin lỗi. Tiên Tiên 14, Uyên Lê 14, Hải Nguyễn Thi 14, Phan Thúy Hoàng 14 xếp, Thúy Dung Phạm 14, Dương Nguyễn 14 xếp, Lá Thủy 14 xếp. Hai chị đó không có 5 em. Chị Dung Nguyễn với chị Lã Thủy không có mã 14. Quen chị không bảo của mày nhưng mà thôi lỡ mình treo rồi. Treo cái mặt mình ở trong á, chứ cái này nó là mặt phải rồi mặt trái. Sáu 80 cho em nha các chị. Hồng Huệ Ngô 83, Thúy Liễu 83, Hoàng Tuyết thêm một áo 83. 680 là chất vải lụa tơ tằm, giá em tính các chị đúng 120.000 một áo, 200.000 một set, miễn phí ship cho mình luôn. Áo em cắt các chị là bản thân từ hồi nào giờ áo dài là vẫn là cắt 2m khổ 1m6, nhưng riêng quần bên em hỗ trợ cho mình bằng cách là cắt thẳng cho các chị 2m luôn. Võ Mỹ Vân 680, Tân Di Trần 680 2 áo, Trúc Trinh 680, Pin Pin 680, Đông Thu 680, Thu Lê 680 xếp 680 em hết nha. Hôm nay các chị chốt cho em là một hồng nút, em còn 4 áo. Một áo 200.000 Mỹ Vân hồng nút vàng đồng cho em luôn. Hồng nút
kem pen vàng đồng. Hương võ vàng đồng 06. Mỹ lệ hồng nút. Hồng nút 02. Ngân ngân kim vàng đồng. Võ Mỹ Vân vàng đồng 04. Nguyễn Hoa vàng đồng còn 3. Nguyễn Thị Trung vàng đồng còn 2. Phan Thị Bích Nhung vàng đồng còn 1. Mai Bình vàng đồng. Màu này là cái màu mà phải nói là hầu như là các chị nhìn thì nó sẽ không có bắt mắt, nhưng mà nó rất là sang, mà nó rất là lạ luôn. 98 cho em, 120 ngàn một áo nha các chị nha. Thì nào lấy giúp các chị chốt 98 cho em. Nguyễn Sáng hồng nút. Nó có kem sữa này, xanh dương này. Nói chung là còn bằng này màu nữa đó các chị. Còn nhiều nữa đâu, mười mấy màu à, full bảng màu luôn mà. Thi đoàn 98, Teresa Kiều Hoàng 98 xếp, Phan Thúy Hoàng 98 xếp, Sorry 98. Võ Mỹ Vân 98. Quỳnh Phạm 98 xếp, Lê Khanh 98, Phương Vũ 98, Hồ Nguyễn 98. Thanh Mai 98, Kim Anh Dinh 98, Mai Hoa 98, Uyên Võ 98, Cẩm Nhung Nguyên 98. Tân Hồng 98, Phạm Hương 98, Trang Thảo 98, Vũ Hồng 98. Đỗ Thuận 98 xếp. Lan Lê 98 xếp. Giang Nguyên 98. Còn 5. Tạ Trang 98 xếp. Tạm Hồng 98. Còn 2, còn 3. Các chị lấy thì các chị chốt trắng cho em nha. 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set các chị ơi. Trắng này đem bắt đầu Trần 98, đem rục rịch vào mùa học sinh 98 là coi như cháy hàng hết lẹt luôn. Nguyên hàng mà em muốn là bán cho các chị màu trắng là đợt này là hoàn toàn phải đặt hết, không có hàng sẵn luôn. Riêng Nguyễn trắng, Võ Mỹ Vân trắng, Kim Liên Trần 98 xếp, Nguyễn Trinh trắng, Nguyễn Thị Trung trắng, Đỗ Thuận 2 trắng, Nguyễn Thủy 2 trắng, Trần Thị Phượng trắng, Tiên Tiên trắng, Thịnh Hảo trắng. Tiên Tiên trắng thêm một áo nữa. Du Phi Phạm trắng, Phan Thị Bích Hương trắng, Nam Phương trắng, Hương Võ 2 trắng, Phan Mai trắng, Trần Mộc Liên trắng, Yên Võ trắng. Trắng cho em dễ hơn. Thảo trắng 1 ngàn một áo, 200 ngàn một set. Chị nào lấy thì các chị cố trắng thôi. Tân Hồng trắng cái màu kem Thu sữa. Thu Kiều Huỳnh trắng giống cái áo cẩm chướng của em. Linh Phan trắng, Linh Vân trắng. 98 em hết rồi nha chị Tân Hồng. Giá quá là mềm. Bản thân em bán em còn thấy các chị mua giá rất là hời luôn. Nhưng mà quan trọng nhất là chất đẹp lắm.
Anh diễm trắng 39 cho em, giá 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set. Chị nào lấy thì các chị chốt 39 cho em nha. Các chị cứ để từ từ, em mai em mặc đi rồi em bán là cũng hết à. Có phải chưa may đâu, may rồi kìa. 39, Cẩm Huyền 39. Dương Nguyễn 39. Võ Mỹ Vân 39 set. Đỗ Thuận 39 set. Hồi Nhi 39 set. Yên Lơi 39. Minh Nguyệt 39. Trang Nguyễn Năng Áo 39. Thủy Jenny 39 set. Thiền Nguyễn 39. Bác Bụi 39. Từ Bảo Trân 39. Lan Hồng 39. Châu Diễm 39. Dung Trần 39 set. Cúc Hương 39. Giang Trần 39 set. Đinh Vân 39 set. Xuyên Nguyễn 39. Các chị nhận cái đó hàng 39 không đẹp nữa thì thôi luôn, giống như là lô này. Khi em mới bán thì chắc chắn các chị còn đang nghi ngờ. Nhưng mà nếu mà các chị nghi ngờ mà em muốn các chị nhận thì các chị sẽ mua còn nhiều hơn nữa luôn. Một trăm hai mươi ngàn một áo, 200 ngàn một set nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 39. Một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 883 cho em. Hương ơi, em lấy cái áo màu xanh cốm ở đây cho chị đi Hương. Thanh Thúy Hoàng 883 set. Teresa Kiều Hoàng 883 set. Có phải chưa may đâu, tối chưa ngày hôm qua các chị mua được đố thuận 883 set. Võ Mỹ Vân 883. Uyên Võ 883 xếp. Chị nào lấy thì các chị chốt 04 cho em. Hàng đẹp quá trời. Chương 04. Thảo Trị 04. Võ Mỹ Vân 04. Ly Phan 04 xếp. Huyền Thanh 04 xếp. Phương Võ 04. Nang Ngô 04 xếp.
Trần Thế Diễm thi 04, Vân Anh Trần 04, Theo Trần 04, Mai Hoa 2 áo 04, Quỳ Thạp 04, Duy Vũ 04, Ta Si Trần 2 áo 04, Thảo Hoa 04, Nguyễn Thị Trung 04, Nguyên Võ 04, Nguyễn Kim, Ngân Kim, Ngân Ngân Kim 04 xếp. Thúy Nga 04, Huyền Ngọc 04, Quỳnh Phạm 04, Tôn Thu 04, Dương Duyên 04, còn màu này nữa em lên cho hai kia không bốn. Còn màu này nữa em lên cho các chị sau rồi em sẽ lên cho các chị mẫu này đẹp dễ thương lắm nhưng mà em cứ nói để giặt mẫu em các chị nhiều. 12 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em. Trời ơi, tối nay mà mặc cái đồ này là chắc là mắc cười đẹp ghê lắm nè. Ta tay đen thì thương lắm luôn. 085 cho em nha các chị. 12 à 12 chứ xin lỗi các chị, 12 cho em, giá là 120.000 một áo, 200.000 một xếp, chắc phải là lụa tơ từ Bảo Trân 12, Võ Mỹ Vân 12, Bùi Ngọc Bích 12, TG Sa Kiều Hoàng 12 xếp, Nguyễn Hoa 12, Trang Nguyễn 12, Thu Hương 04, Huỳnh Nhi 12, Hải Kim 12, Minh Ngọc 2 áo 12, Thảo Vân 12, Trang Thảo, Trương Thảo 12. Cho chị cái áo lụa mango của chị ra đây đi, với lại mấy đứa treo 12. Cái mẫu này còn không? Cái mẫu áo của chị mặc còn không? Cái mango màu đen trắng mới gieo sáng. Đó. Đen trắng. Còn nguyền mà em là một đứa phải nói là siêu thích mặc áo sơ mi luôn.
em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt. Kim sơn hồ đen trắng 2 áo. Thanh thủy đen trắng. Nguyệt Nguyễn đen trắng 2 áo. Bùi Ngọc Bích đen trắng. Vũ Hồng đen trắng. Phi Lê đen trắng. Ngang Nga đen trắng. Trang Trâm đen trắng. Nguyễn Nhã Vân đen trắng. Quỳnh Ly đen trắng. Nguyễn Hương đen trắng. Trúc Trên đen trắng. Thu Huyền đen trắng. Nguyệt Bùi đen trắng. Võ Mỹ Vân đen trắng. Quỳnh Phạm đen trắng. Lê Nguyên đen trắng. Thảo Phan đen trắng. Hương Trần Thanh Hương 2 áo đen trắng. Tường Vi đen trắng. Nguyễn Thị Bích Hà đen trắng. Nguyễn Thị Lan đen trắng. Hương Mai đen trắng. Phương Trương đen trắng. Nga Hằng đen trắng. Phạm Khang đen trắng. Kimmy Duyên đen trắng. Còn 6 áo hết. Oanh Nguyễn đen trắng. Mẫu này là một trong những mẫu mà hồi trước em bán cho các chị mà chất vải tắt ta, các chị bay đồng ấy, các chị nhớ không? Bây giờ mẫu này nếu mà chị nào may ấy, các chị... Nguyên đen trắng. Các chị xe cho em là hai cặp tay màu đen, nhưng mẫu này các chị chỉ làm hai cái thân thôi. Và nếu mà đẹp nhất để mẫu này em tư vấn các chị là các chị có thể thiền. Chị ơi, 100.000 một áo. 100.000 một áo chất vải là lụa mango có độ co giãn 4 chiều, không cần phải làm lớn. Một trong những mẫu đen phải trắng. Gọi là chất vải quốc dân. Thanh Nguyên đen trắng, Lan Vi đen trắng. Mẫu này là em nghĩ chắc chắn nếu mà em mà VA thì nó sẽ là trở thành rất là hot hit luôn. Đen đỏ giá 100 các chị. Nói mà em nói với các chị mà đẹp ơi là đẹp, đẹp theo kiểu mà gọi là sang thì lấy bán cho các bạn đỏ. Chị Trúc Trên đen đỏ. Kim Sơn Hồ đen đỏ. Nguyễn Vũ Phương Vi đen đỏ. Trang Trâm đen đỏ. Bảo Hân Hai đen đỏ. Nguyệt Bùi đen đỏ. Ngọc Thường đen đỏ. Võ Mỹ Vân đen đỏ. Titi đen đỏ. Lê Nguyễn đen đỏ. Mai Thu đen đỏ. Kim Thi Hoàng đen trắng. Thu Yến đen đỏ. Oanh Nguyễn đen đỏ. Thúy Bùi đen đỏ. Vũ Hầu đen đỏ. Minh Anh Vũ đen đỏ. Đoàn Lê đen đỏ. Mai Thu đen đỏ xếp. Nguyễn Oanh đen đỏ. Lê Quyến đen đỏ. Kim Chi Hoàng đen đỏ. Võ Thị Hồng Điệp đen đỏ. Chiên Chiên đen đỏ. Nga Hằng đen đỏ. Tuyết Phạm đen đỏ. Đen đỏ giá 100 nha chị ạ. Đinh Thị Yên đen đỏ. Chị lấy qua đen này này. Đẹp hơn cái áo của em luôn. Sang hơn luôn. Đi vào thêm đỏ.
thật tình với các chị là em không dám mặc mấy cái này, chứ nếu em mặc mấy cái này em cứ đứng em bán chặn nghèo nó mới chặn lắm luôn ấy. Nhưng mà các chị biết là đợt này em nhiều việc ấy, cho nên em lại ít bán cái này cho các chị thôi. Chứ còn thiệt với các chị, chứ lụa mango này một ngày nó ra mấy chục mẫu, mà những cái mẫu thường thường chẳng chẳng may nhí nhí với lại nhá những cái tơ tằm, thiệt nhiều lắm, nhiều lắm luôn mà em không có lấy bán. Cái gì phải thật xuất sắc lắm, đặc biệt là mango em mới lấy. Còn không thôi nhà em có nhiều mẫu, em nói thiệt với các chị, chứ còn đẹp hơn cả ở dưới chợ luôn, em còn chưa dám bán tới. Mẫu này các chị cho em luôn là mã số 77, giá 100.000 một áo, sang vô cùng luôn. Không những các chị may áo dài mà các chị may đầm cũng còn đẹp luôn chứ đừng nói. Kiên Tân đen đỏ, Bích Nguyễn đen đỏ 4 áo. Alo cho chế phần này. Bùi Ngọc Bích 77, Nguyễn Oanh 77, Kiên Tân 77, Vi Lê 77, Trần Lý 77, Võ Mỹ Vân 77 xếp, Ngọc Hương 77, Thúy Bùi 77, Dương Bạch Huệ 77, Đinh Thị Yên 77, Thu Yến 77, Bảo Ngân 77, Hoàng Nguyễn 2 áo 77, Hồng Dương Phạm 77, Kim Xuân Hồ 77, Bé Năm 77, Lê Thị Năm 77, Võ Thị Hồng Điệp 77, Hoa Phan 77, Thu Huyền 77, Trần Tâm 77, Nguyễn Liên 77, Minh Đào 77, Trang Trân 77. Đỏ thiếu không? Nguyễn Nguyễn 77, Hồng Nguyễn 77, Dương Thị Xuân 77. Quá đẹp. Mai Thu 77, Tuyến Phim 77. Ôi, nó chưa có cột nha. Chưa rồi, tụi em được chạy nha. Từ bên đầu để các con biệt máu từ bước kia nha. Nhưng cái hình kia là không có mắt hồ, nó chưa có mắt. Cho con ba áo rồi. Mẫu này cũng là mẫu quốc dân nè. Em nhớ cái hồi đấy chị em mặc cái áo hình quốc dân này mà màu bên nâu nâu với cái chị bán có 10 phút mấy trăm áo, mấy trăm áo chứ không phải 1, 2, 3 chục áo đâu. 95 cho em, giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 95 cho em. Nhưng mà phải công nhận với các chị là phim 77, phải công nhận với các chị là mấy cái hàng mà chính phẩm này các chị cầm trên tay nó sướng lắm. Trang Nguyễn 77, Ánh Diễm 77, Ngọc Mê Phan đen đỏ, Hân Phạm 95, Dương Thị Xuân 95, Hải Kim 2 áo 95, Nguyễn Liễu 95, Nam Kim 77, Thanh Nguyễn 95, Mai Thu 95, Bích Ngọc 95, Trang Trâm 95, Nguyễn Hà 95, Nguyễn Vũ Phương Vi 95, Nguyễn Thị Ngọc Phú 95, Nguyễn Tâm 95, Kim Xuân Hồ 95, Phạm Trang 77, Hồng Dung Phạm 95, Phạm Khang 95, Hương Trần Thanh Hương 95, Xuân Trương 95, Thúy Dương 95, Thúy Trần 95, Oanh Nguyễn 95, Tú Trương 95, Hương Lưu 2 áo 95, chín mươi lăm cho em, giá 100.000 một áo, chị nào lấy chị chốt 95 cho em. Hình như cái hoa này nhà mình có một hộp này.
Dạ. Hồi đấy chị ơi, chị mặc cái này nhá. Dạ. Trời ơi, phải nói là bán mấy trăm áo trong vòng có 10 phút ấy. Vân Anh Trần 95. Diệp Ngọc Diệp Thùy 95. Đây là các chị. Mẫu này á, là các chị may cho em á, là các hoa ở dưới chân. Đừng may ngay trên ngực nha. May hoa thì 95. May hoa cho em ở dưới chân. Rồi cái phần đen đó là làm chắc chị. Cái phần này các chị nhỏ xíu luôn đúng không? Ở cái cửa tay á là thợ may cao làm sao mà được cái đầu tay nó có một chút xíu như này mà. Là cái đầu cửa tay nó đi lên nhưng mà rất là một trăm ngàn một áo nha các chị nha. 74 cho em, 74 cho em nhé. 100 em có màu này với lại màu đỏ, đen đỏ còn có bằng này thôi. Có đâu mấy đứa ơi. Hết. Hải Kim 74, Ngọc Trần 74, Nguyệt Bùi 74, Trúc Trinh 74, Minh Phan 74, Hương Phạm 74, Kim Xuân Hồ 74, Phạm Trinh 74, Đồng Phục Bếp 74. Màu này á, ở ngoài của nó nếu mà các chị nhìn ở trên live chị tưởng nó là màu đỏ nhưng không, nó là màu đô. Ở ngoài của nó, cái hoa của nó là màu đỏ đô. Các chị nghe em đi, các chị may như vậy thôi nha, các chị đừng may hoa trên ngực xuống làm nó rối lắm. Vậy cho em xong rồi các chị may thở ấy, là thường là tay trơn luôn. Ở cái phần này quay ngược cái đầu cái vải lại là nó sẽ có cái hoa nó đi lên một chút xíu làm tiểu ngắn cái tay rất là đẹp luôn. Các chị mặc cho em một là quần đỏ, hai là quần đô, ba là quần trắng, bốn là quần đen, rất sang luôn. Vải co giãn thoải mái không cần phải lo, không may cho em luôn. Bồ, em nói với các chị ở dưới chợ có một ngày mấy chục mẫu nhưng mà cái mẫu thường thường nó nhiều lắm nè em nhiều. Huân Chương 03, Nguyễn Hải 03, Lâm Thị Bích Lụa 03, Trần Nhật Phương Linh 03, Hải Kim Hai Áo 03, Vi Nguyễn 03, Ngọc Trần 03, Nguyễn Liễu 03, Tô Thị Kim Nhàn 03, Hồng Dung Phạm 03, Trúc Trinh 03, Nhân Thị Phương 03, Viết Tiên Thi 03, Châu Nguyễn 03, Tiên Tiên 03, Hương Phạm 03, Thạch Tiên 03, Nguyễn Nguyễn Hai Áo 03, Nguyên Nguyên 03, Võ Mỹ Vân 03, Bóng Tông 03, Quỷ Mai 03, Châu Nguyễn 03, Hằng Liên 03, Ti Ti 03, Xếp Lâm Mộng 03, Trần Thị Thanh Duyên 03, Lý Nga 03, Trần Phượng 03, Hương Phạm 03, Thanh Cầm 03, Nguyễn Lan Anh 03, Hồng Thủy Trần Thị 03, Quỳnh Mai 03, Hồng Dung Nguyễn 03, Mai Thu 03, Nguyễn Phạm 03, Hà Lê 03, Nguyễn Hải 03, Bách Dương 03, Tuyết Lê 03, Mon Nguyễn 03, Trần Thị 03, Anh Diễm 03, Hà Thị Thủy 03, nhiều khi cái khúc vải đẹp ấy mà các chị để các chị may mà bị sai ấy là nó vẫn chưa là một cái giá đại hạ đâu, chứ không phải là các chị cứ mua vải mắc tiền đâu các chị. Bởi vậy không nói các chị là nếu các chị mua đồ thiết kế thì nó sẽ mặc sẽ khó hơn là tơ tằm. Tơ tằm hoặc là gấm hoặc là vải trơn ấy, chị nào mà chưa có mặc quen ấy hoặc là mới tập mặc áo dài thì các chị nên mặc cái đó nó đơn giản nhất. Tại vì hoa văn này còn phải tùy thuộc theo là mình mặc mình định hình cái phong cách mình như thế nào.
Thứ hai nữa là thợ may người ta có cái tầm nhìn, người ta phối cho các chị một cái áo dài đẹp nữa. Vi Võ 03, Hằng Đinh 03, Tú Sương 03. Hằng 13. Bên em bán vải không bán áo may sẵn chị ạ. Hôm qua em còn mặc này nữa, em biết được cái gì. Rồi bây giờ em bán cho các chị cái áo may sẵn này. Tầm đến quầy mai 03. Tầm đến trai, tầm đến cái gì đẹp. 3 màu này là 3 màu cũng đang rất là hot hit luôn. Lấy ở bên kia chỉ còn một cái áo này người ta thôi. Chị không nhớ là màu gì nhưng chính xác chỉ còn một cái áo sẵn của chị ở bên kia. À. Chị ơn 03. Đấy. Thay vì cái chị mặc trơn đúng không? Trơn nó sẽ khó mặc hơn nữa. Cái chị cứ mặc những cái hàng như vậy cho em dễ mặc hơn rất là nhiều. Ồ, nó đẹp. 150.000 một áo các chị ơi. 085 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 085 cho em. Màu này nó thì các chị mặc vào các chị mặc vào các chị mặc vào. Chốt số 10 cho em nha. Để ra đây đi, tí chị về chị mặc. Đồng phục bếp số 10 xếp. Rồi xin nhé. Võ có 03 rồi chị. Đào Hường số 10. Một áo 230.000 một bộ. Nhà này chị chốt xanh đen.
Tôi tầm Hồng Kông siêu siêu sang luôn. Có cái màu chị mặc luôn kìa. Thôi để tối mặc. Tí nữa chị về chị mặc. Lên đơn xanh đen xét. Tiền tan 03. An Nhiên xanh đen. Xanh đen cho em giá 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen nha. Bó Mỹ Vân xanh đen. Tam Huy Nguyễn xanh đen. Lê Khai Song xanh đen. Chu Thị Mỹ Dung xanh đen. Huỳnh Nhi xanh đen. Uyển Lê số 10. Trần Ngọc Ánh xanh đen. Đẹp lắm. Nhiều chị cứ bảo phải lụa gì. Em mà lụa gì là các chị biết rồi đấy. Lụa gì là nó không có giá 120 đâu. Lụa gì nó là 180 ngàn các chị. Mai Thu 92. Lê Hải 92. Con đi chị ơi, không có. Mấy hẹn mình không có có. Có bao nhiêu bạn bấy nhiêu nha. Tại đấu là không có đặt được. Và cũng không có nhận làm hàng luôn. Tú Trương 92. Nguyễn Dương 92, Nguyễn Liễu 92, Nguyễn Oanh 92, Nguyễn Thị Phương Thảo 92. Còn đặc biệt luôn Nguyễn Liễu 92. Chế nào mà nhận được rồi là biết biết chất lượng như thế nào rồi. Nguyễn Sơn 92 120 ngàn một áo. Nguyễn 92. Mina Nguyễn 92, Thúy Bùi 92. Đếp thơ nguyên 92 xếp. Tại khái như cái hoa của nó, cái dạng hoa em gần gần những cái áo của em là. Lê Lê 92 cho em thì không có. Hết rồi thì em không bán cho các chị nữa. Còn em cũng lôi Lê em bán cho chị em để làm gì. Mỹ Hương 92. 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set. Các chị mặc còn đẹp hơn cả những chiếc vải khác luôn. Chị Hướng Dương 92. Nếu mà tính ra với cái giá này các chị mua hàng thiết kế thì quá chuẩn. Nè tím nè, không nhăn là hết ván chịu luôn. Chị nào lấy cái chị cho tím hơi. Nguyễn Thủy 92, 2 áo. Hướng Dương lại có rồi. Vậy giờ lấy 2 hay 1? Lấy 1. Các chị ơi, tí Huế cho em nha. 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set. Chị nào lấy thì các chị chốt tí Huế cho em. Tăng Cường bảo chị kem em hết xuống đi. Mấy đứa treo hàng cho chị đi. Trời ơi. Thứ Dương bỏ đi một tí. Thứ Dương là có nghĩa là chị chốt chồng hai áo. Chị kêu lấy là một áo. Em bỏ lấy cho người này là đủ rồi. Hai áo mới thấy. Nhung tím Huế, Hương Võ tím Huế, Nguyễn Thu Dung tím Huế, Lê Lê tím Huế, Hoàng Mai Nguyễn tím Huế, Nguyễn Hoa tím Huế, Ánh Bi tím Huế, Lê Lê tím Huế xếp, Yên Võ tím Huế, Thanh Lê tím Huế, An Nhiên tím Huế xếp.
Tú Chương tím Huế, Tuyết Lê tím Huế, Võ Mỹ Vân tím Huế xét, Mai Thu tím Huế xét, Chi Nguyên tím Huế, Kim An Nguyên tím Huế, Lê Thị Hồng Chương tím Huế, Nguyễn Nam tím Huế xét, Mai Loan tím Huế, Phan Thị Cẩm Hoa tím Huế, Đồng Phục Bếp tím Huế xét. Hướng Dương tím Huế. Bài áo mũ mặc em không biết đơn các chị ơi. Ngọc Liên tím Huế xét. Con 7. Hương Hồ tím Huế xét. Cho chị xem một đảo đôi. Tú Chương tím Huế, Dương Diệp tím Huế, còn Bích Nga tím Huế, còn 3. Lê Nguyễn tím Huế, còn 2. Châu Nguyễn tím Huế xét. Mẫu này các chị cho em là 93. 120 ngàn một áo, 200 ngàn một set nha các chị nha. Em này phối chưa? Để chị nói là bé nói là chị treo cái áo ấy nó nhỏ nhỏ thôi. Bài chưa tím Huế xét. Tím Huế em hết rồi nha các chị. Anna Nhung 93, Lê Thị Thúy Di 93, Thúy Bùi 93, Nguyễn Liễu 93, Nam Phan 93, Hồng Đại 93, Thu Dung Nguyễn 93. Võ 93, Đặng Oanh 93, Võ Mỹ Vân 93, Xét Nguyễn Hương 93, Thanh Hằng Nguyễn 93, Hướng Dương 93, Hải Lâm 93, Xét Tri Ân 93, Thúy Liễu 93, An Thư 93, Tuyên Nguyễn 93, Thiền Nguyễn 93, hai Xét Trung Phan 93, Phương Châu 93 xếp. Vậy áo mũ mặc bên em không chốt đơn. Trần Phường 93, Phương Thanh 93 xếp. Mai Thu 93, Lê Hạnh 93, Mai Loan 93, Bùi Thị Cẩm Tú 93, Thanh Thúy 93, Lá Thủy 93 xếp. Còn nhiều vậy hả? 64 cho em, 120 ngàn một áo, 200 ngàn một xếp. Thì nào lấy thì các chị chốt 64 cho em. Các chị ơi, mẫu này các chị mua có để dặn đi chăng nữa cũng xứng đáng luôn. Giá còn 120 ngàn mà. Tú Chương 61. Giống như cho em mặc thì mấy giờ các chị thấy không? Em đến gần với các chị mà gần đến mức độ mà gần chắc chắn rẻ luôn. Evon Trần 93 xếp, Uyên Võ 61, Diệu Huyền 61, Nguyễn Vân 61, Lưu Phan 61 xếp, Thanh Thúy 61, Phan Nguyên 61, Liên Hiệp Kim Liên 61,
Nguyễn Thị Tường Vi 93, Loan Trên 93, Mê Mê 61, Mai Thu 61, Phương Uyên 61, 16 áo được coi cho em chút. Một trăm hai mươi ngàn một áo, 200 ngàn một set thì nào lấy chị Hải Lâm thêm một áo 93. Than Thảo, Than Thảo Nguyễn Thi 61, Thương Đạn 61, hồng cánh sen tươi hoặc là màu đỏ ớt rồi gì đó các chị mặc thôi, chứ giờ em lúc đầu em có bán các chị em có nói mà riêng đang phục bếp 61 xếp có thì em đến không có thì thôi cho em chị Nguyễn Trung 61. Thiết kế này em có gửi cho bên thiết kế nhà em hay là thiết kế ở Việt Nam mà cái file nó vẽ không có ra được luôn, không có ra được đâu các chị, cắt gì ra được luôn đó. Mà ra được thì chắc chắn sẽ không bao giờ có giá này. Đây các chị lấy qua cái màu này này, em thấy đẹp quá trời luôn đó. Đại khái thì cứ cái màu của em này các chị không thích thì các chị về các chị mặc với quần đen quần trắng em thấy đẹp tuyệt vời luôn. Giá có 120 ngàn một áo, còn các bạn này là em bao cho các chị test tè le bí đe luôn, test quá trời quá đất luôn, mặc thử đi rồi biết nó đẹp như thế nào. Còn toàn bộ chị nào đã mua từ hôm thứ 6 của tuần trước rồi là chắc chắn 100% các chị đã nhận được rồi. Mà các chị nhận được rồi là các chị sẽ biết được là em quảng cáo có đúng như lời em nói không. 69 cho em. Lê Thị Thúy Nhi thêm một set 93. Được. 69 cho em nha. Phải không? Bán đi 69. 120 ngàn một áo. 69 cho em. Nguyễn Oanh 69. Em thấy từ nãy giờ em mặc á, nếu như mà nó khó chịu hoặc là nó đứt đường chỉ là nó đã đứt rồi, nên là từ nãy giờ em đứng gần sát lại cho các chị. Kim Hoài 69. 120.000 một áo. Giang Nguyễn 69 xếp. Sương Phan 69. Vải là mặc cái phần vai này các chị, là phần vai, phần ngực, phần eo, phần gì đó là vừa y hì luôn, vừa y bong luôn, cộng thêm thợ may nhà Tú may quá nét nữa là rồi xong luôn, tới luôn. Sáu mươi chín cho em, giá 120.000 một áo, 200.000 một set thì nào lấy thì các chị chốt 69 cho em nha. Thục Đơn Nguyễn Thi 69, Lan Ai 69, Kim Hiền 69.
Trời ơi. Sony luôn ấy. ID7 cái chị ấy. ID7 cho em giá 120.000 một áo. Còn không? Cái hẹp cái màu này còn. Còn trong bịch đó. Anna Nhung 69, Kim Hoàng 27, Lê Nguyễn 27, Anty 27, Trang Trâm 27, Mai Thu 27, Thảo Nguyễn 27, Võ Mỹ Vân 27, Nguyễn Thị Phi Thảo 27, Hải Lâm 27, Phạm Liên 27, Võ Thị Tuyết Mai 27. Quen, thật như là không phải đâu. Cái màu đó màu khác chị Hai ơi. Kia kìa. Phải không? Vậy áo bố mặc em hết rồi nha chị. Vậy là hết rồi đúng không? Bao nhiêu nhỏ? Là tên thắm đó, nhưng mà là bố em tên thắm đó, chồng chị tên thắm đó đúng không? Bỏ lên cho chị lô này với lô lá đây luôn, vừa bán vừa tặng cho các chị hàng này. Ngày mai về nhiều lắm đó, nhưng mà em bán trước cho các chị nha. Em tính các chị giá 100.000 thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là bi đỏ, và chị nào lấy thì các chị chốt cho em là lá. Thì em đứng trúng 100.000 cho các chị hàng này ngày mai nữa. Có về là không kịp dịch luôn á. Không có hàng đâu nha mấy chế. Bi này các chị lấy thì chốt cho em là bi đỏ nha. 100.000 thôi. À mũ mặc bên em hết rồi các chị ạ. Đây là bán tặng đấy. Trần Ngọc Phương Lan bi đỏ, Nga Lê bi đỏ, Lưu Nguyễn bi đỏ,
trang nguyên bi đỏ. Nguyễn Thị Thúy hàng chín áo bi đỏ. Quyên tặng bi đỏ. Lái và em chốt cho các chị 100.000 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt lái cho em. Là cái chất vải tớm quen. Giờ em bán sơ sơ mới có mấy ngàn áo thôi. Đồng phục bếp đi đỏ. Thương Đặng đi đỏ. Nguyễn Thanh Huyền đi đỏ hai áo. Các chị ơi lái cho em nha. Lái phanh cho em giá 100.000. Hai đôi bình bi đỏ. Ê rồi sáng nay tụi mày xử lý cái đống này sao? Kiên Tân lá, Trần Ngọc Phương Lan lá, Ebon Trần bi đỏ. Cẩm Nguyễn lá xanh, Chi Thuận lá xanh, Võ Mỹ Vân lá xanh, Vũ Hồng lá xanh. Tăng cường em bán tiếp cho các chị nữa. Là chị Lê Thị lá xanh. Đúng không? Các chị thấy em nói đúng không? Mà vải này các chị mặc lá xanh sang gấp mấy lần. Nhiều khi các chị đưa cho thợ may ấy, người ta may người ta cũng lấy tiền công các chị, người ta cũng đỡ ngại. Em còn cái bi tím này, ai lấy thì mua luôn giúp em, cho con 100.000 thôi các chị ơi. Nguyễn Lan Anh lá xanh, Nguyễn Hương lá xanh. Mai Thu lá xanh. Quỳnh Ly bi tím. Bi tím. Nghỉ nhá. Có cắt, nếu mà kiểm soát được thì chỉ có treo thôi. Bỏ bịch một hồi buổi tối cho nó là nó như nó loạn lên luôn á. Lé hết cả mắt cả mũi luôn á.